Chư mân tuộp, xôn xoa cùng em dù xì tóp răm bầy cả nhà hòng Manita. Cả nhà hòng Manita, mình là dù một phầy bầy cho nắm, mình có phù mà mẹt học sắp răm bùi, tùm ngốn sai sọ pram kilo, tùm hôn trắng bầy, xám sọ phì, một phầy pram phí, xám sắp răm bùi. កញ្ញាម៉ានីតាតែងតែចំណាយពេលទៅក្នុងការអានហើយកីឡាដែលកញ្ញាចូលចិត្តគឺជាកីឡាហែលទឹកកញ្ញាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់និងរៀនអ្វីថ្មីថ្មីអំយុសីដល់ 8 18 Hong Manita. She is 23 years old and her height is 1.66 centimeter and 45 kilogram. Manita always spends time with her reading, hobby, and her favorite sport is swimming. She is the one who loves learning a new thing. MUC 18 Hong Manita.